Công an Đồng Tháp tìm tung tích thanh niên bị sát hại thả trôi sông Thanh Hóa, một nam thanh niên bất ngờ bị đâm trước quán bia Kinh hoàng clip cháu bé lao ra đường, bị xe ô tô tải tông trúng Xe khách dường nằm chạy lấn làn, tông tử vong một người đàn ông trên quốc lộ 1 Nhà 4 tầng ở Sài Gòn cháy nguồn ngột, ngột. Thì kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vụ án tứ chi bị đốt trong chiếc vali cháy ở Bình Dương vẫn chưa có kết quả. Thì vừa qua trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp lại xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khác. Một thanh niên tử vong trôi trên sông trong tình trạng phần tay trái và chân phải của nạn nhân bị buộc dây nhựa màu đen. Thời điểm phát hiện nạn nhân đã phân hủy, vụ việc có dấu hiệu của tội phạm nhưng chưa rõ nhân thân. Công an huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra sang minh vụ nạn nhân tử vong chưa rõ tung tích được phát hiện trôi trên sông Tiền đoạn qua xã An Hiệp. Bước đầu nhận dạng, nạn nhân là nam giới, khoảng 25 tuổi trở lên. Thời điểm phát hiện là vào sáng ngày 22 tháng 9. Nạn nhân đang trong tình trạng đã phân hủy, khả năng nạn nhân đã tử vong trên 7 ngày. Tay trái và chân phải của nạn nhân đã bị buộc dây nhựa màu đen. Qua nhận dạng ban đầu của lực lượng chức năng, vụ việc có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa rõ thông tin nạn nhân. Công an huyện Châu Thành thông báo ai là người thân hoặc biết tung tích về nạn nhân thì cung cấp đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành qua thiếu tá Bùi Văn Thương, điều tra viên, số điện thoại 0937 843 303. Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Những xích mích thường là rất nhỏ như lời nói, thái độ hay cử chỉ mà một số người sẵn sàng ra tay tước đoạt mạng sống của người khác. Nhưng mới đây, công an thành phố Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên đang đứng chụp ảnh trước quán bia đã bất ngờ bị đâm liên tiếp dẫn tới tử vong. Sáng ngày 7 tháng 10, tin từ Ủy ban Nhân dân phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, sang nhận dạng sáng cùng ngày, tại một quán bia trên địa bàn phường đã xảy ra vụ án mạng. Hiện lực lượng công an đang vào cuộc điều tra. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 16 phút ngày 7 tháng 10 tại quán bia Lip Lao, ở phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Qua hình ảnh camera ghi lại, cho thấy thời điểm trên, một nam thanh niên mặc áo trắng đứng chụp ảnh cùng với một người khác. Lúc này, có một thanh niên mặc quần áo đen đi từ phía ngoài đường tiến lại gần thanh niên mặc áo trắng rồi rút dao tấn công người thanh niên này. Bị tấn công bất ngờ, nam thanh niên liền vùng bỏ chạy, sau đó được người dân đưa tới bệnh viện 71 Trung ương, đóng tại phường Quảng Tâm cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó nghi phạm gây án đã trốn khỏi hiện trường và đang bị truy bắt. Dù mạng xã hội báo đài đã đưa tin rất nhiều về những vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi trẻ nhỏ chạy qua đường, nhưng dường như các bậc phụ huynh vẫn còn chủ quan, bất cẩn trong việc trông con. Những sự việc đáng tiếc này không chỉ gây thương vong cho chính con em mình mà còn ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác. Vụ tai nạn trong đoạn video dưới đây là một ví dụ điển hình. Camera ghi lại diễn biến vụ tai nạn xảy ra vào lúc 18 giờ 50 phút ngày 4 tháng 10 trên tỉnh lộ 326, đoạn qua xóm Bằng Lồ, thôn Tân Hải, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm trên, một cháu bé và một người phụ nữ đang đứng chơi trong sân. Bất ngờ, cháu bé chạy lao ra đường, bị xe ô tô tải tông trúng. Chứng kiến khoảnh khắc trên, người phụ nữ ôm đầu, lá hét thất thanh. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là cháu Phạm Tùng B, sinh năm 2019, trú tại xóm Bằng Lồ, thôn Tân Hải, xã Dương Huy. Thời điểm xảy ra tai nạn, cháu B đang chơi trốn tìm cùng với các bạn. Khi băng qua đường, B bị xe tải do anh Nguyễn Văn Huệ, sinh năm 1984, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội, điều khiển, tông trúng. Cháu B được tài xế và gia đình lập tức đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu B đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an xã Dương Huy đã có mặt tại hiện trường, phối hợp điều tiết giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sự việc đau lòng là lời cảnh tỉnh các bậc phụ huynh nhà gần mặt đường lớn phải cẩn thận lưu ý con nhỏ. Khi đi ra đường cần trông giữ trẻ cẩn thận, không để các bé một mình sang đường hay ngồi một mình trên phương tiện. Khi ở nhà, cha mẹ nên dựng rào chắn, đóng cổng nếu ở gần mặt đường. Bởi lẽ, chỉ cần một giây lơ là, tai nạn bất ngờ có thể xảy đến với trẻ. Cũng liên quan đến tai nạn giao thông. Vừa qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách dường nằm và xe máy đã xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn có huyện Thống Nhất, Đồng Nai, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, xe khách dường nằm biển kiểm soát 85F00189 chạy trên quốc lộ 1 hướng từ huyện Thống Nhất đi thành phố Long Khánh. Khi đến xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất thì va chạm mạnh với xe máy biển kiểm soát 60AH04967 lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến người đàn ông chạy xe máy khoảng 40 tuổi chưa rõ danh tính văng xuống đường, bị xe khách cán qua tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường xử lý vụ tai nạn giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách đã xảy ra, cần phải xem như bài học cảnh tình. Sinh mạng của cả tài xế cùng những người tham gia giao thông khác đôi khi trở nên mong manh với một cú nhấn chân ga. Trong thời gian gần đây, các vụ cháy tại các hộ gia đình có xu hướng ngày càng gia tăng về cả số lượng và thiệt hại gây ra. Mới đây nhất, tầng thượng của căn nhà 4 tầng bán mỹ phẩm ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi và gây mất điện cho cả trăm hộ dân sống trong khu vực này. Ngày mùng 7 tháng 10, công an quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà 4 tầng làm thiêu rụi nhiều tài sản xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày mùng 6 tháng 10 Người dân sinh sống trên đường Minh Phụng, phường 9, quận 6 phát hiện tầng 4 của căn nhà 4 tầng xảy ra hỏa hoạn, nên hô hoán, tìm cách chữa cháy nhưng không hiệu quả. Trong ít phút, ngọn lửa bao trùm tầng 4 của căn nhà và kèm theo nhiều tiếng nổ khiến người dân xung quanh hốt hoảng tháo chạy. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 6 điều động gần 10 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Hệ thống điện tạm thời bị ngắt và một phần đường Minh Phụng bị phong tỏa để lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy. Hơn 30 phút sau, đám cháy được khống chế, hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm một số tài sản ở tầng 4 bị thiêu rụi, hư hỏng. Một số người dân cho hay, căn nhà xảy ra hỏa hoạn, buôn bán mỹ phẩm và thời điểm đám cháy bùng phát, gia đình chủ nhà kịp thời chạy thoát ra ngoài. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ. Nối tiếp bản tin sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác liên quan đến vụ ồn ào soát cặp người của hơn 2.000 học sinh ở Đắk Lắk. Sau khi nhận chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du đã dừng kiểm tra soát cặp sách và người của học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã gửi thư xin lỗi phụ huynh về những ồn ào vừa qua. Một lãnh đạo trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du Đắk Lắk cho biết, nhà trường đã gửi thư ngỏ gửi toàn thể phụ huynh về việc kiểm soát học sinh. Trong đó, nhà trường xin lỗi phụ huynh về những ồn ào liên quan đến thông tin trái chiều khi nhà trường thực hiện các biện pháp kiểm soát học sinh trước khi vào trường. Lãnh đạo nhà trường cho rằng nhờ việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp kiểm soát tốt vấn đề an ninh mà nhà trường đã xây dựng được một môi trường học tập sinh hoạt thân thiện, an toàn lành mạnh, tạo sự yên tâm cho phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, một số phụ huynh học sinh còn chưa đồng tình nên tạm thời nhà trường sẽ dừng các biện pháp kiểm soát học sinh khi vào trường. Trường sẽ nghiên cứu triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp hơn. Như đã đưa tin, vào mỗi buổi sáng, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du bố trí 3 khu vực ngay cổng để soát cặp và người của hơn 2.000 học sinh trước khi vào trường. Việc làm này của nhà trường gây ra tranh cãi. Một số phụ huynh đồng tình, một số phụ huynh khác cho rằng không đúng, sợ ảnh hưởng tâm lý của trẻ em. Nhiều học sinh cũng không thích việc làm này của nhà trường. Sau vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo nhà trường dừng ngay việc kiểm soát học sinh vì không đúng theo quy định, không phù hợp với môi trường giáo dục. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, nền nhiệt giảm nhẹ. Sáng ngày 7 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Chiều và đêm ngày 7 tháng 10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Tại Hà Nội, trong ngày từ mùng 7 đến mùng 8 tháng 10, nhiệt độ cao nhất là 31 độ C, thấp nhất là 24 độ C, giảm 3 độ C so với những ngày trước đó. Sau đợt không khí lạnh này, nhiệt độ tại thủ đô duy trì ở mức từ 24 đến 32 độ C. Nhiều khả năng đây là đợt không khí lạnh yếu nên nền nhiệt chỉ giảm nhẹ, trời xe lạnh về đêm. Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, trong thời kỳ đầu mùa đông 2023-2024, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu, rét đậm, rét hại, có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Cập nhật diễn biến cơn bão số 4 Về cơn bão số 4, Đêm qua và sáng sớm ngày mùng 7 tháng 10, cơn bão số 4 tiếp tục mạnh lên, duy trì cường độ của một cơn bão rất mạnh. Dự báo diễn biến còn phức tạp, khó lường. Lúc 4 giờ ngày mùng 7 tháng 10, vị trí tâm bão số 4, tên quốc tế là Konu, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 190 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Do ảnh hưởng từ cơn bão số 4, vùng biển phía đông ngoài khơi Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và rông vài nơi, vùng biển phía Tây có mưa rào và rông rải rác. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, vùng biển thành phố Hồ Chí Minh có gió Tây Nam cấp 4, độ cao sóng từ 0,75 đến 1,5 mét. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc có gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,25 đến 1 mét. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 7 tháng 10. Hà Nội đêm và sáng, có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông. Gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Phía đông bắc bộ, đêm và sáng mưa rào và rông rải rác, vùng núi và trung du mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Đêm gió nhẹ, ngày mùng 7 tháng 10, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm mưa rào và rông vài nơi, ngày mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông. Phía nam đêm mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào và rông rải rác. Gió nhẹ, trong mưa rông, cảnh báo lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông, dự báo xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Tây Nguyên, đêm mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông, nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ, đêm mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.